quý vị 056 977 4586 Trang Hoàng. Ủa, bà ơi, bà cái gì chứ bà? Quý vị, xin được mời anh Khang Hoàng với số điện thoại 056 977 4586. Phải không anh? Phải không? Đọc về số điện thoại rồi cha. Ờ, chúng nó đã ở 1 triệu gì đây? 1 triệu liền gì đây? 1 triệu gì đây? Có tiền tôi là ok mọi người ơi. Nghe nè, em 500, anh 500 nha. Ok. Ok, và xin mời chị Tu. Giải tiếp đây là giải 2 triệu nha. 2 triệu nha, xin mời chị. Giải gì là 2 triệu mọi người nha. Trời ơi, tôi mở ra tôi trúng cái là tôi xỉu đây vô nữa. Xin quý vị 0929 689 989. Là ai ạ? À? Rồi em mời anh lên đây. Anh ơi, anh đọc là số điện thoại của anh được. 0929 689 989. Rồi chúng là chỉ 2 triệu đó kìa. Nó nghe nè, hồi tháng này ông có cưới hay ông có đầu? Không quậy đi. Ông có cưới với cha, cha về đây số tiền ông hội cha. Quý vị, giải nhất 3 triệu đồng. Nói nghe nè, ai chung cái giải này chia cho em phần nữa được không? Bây giờ đọc số điện thoại đi, tôi buồn hết đó, đọc số điện thoại chia cho tôi nha. Quý vị 0787854080 Trung Điển. Wow. Anh ơi, em không có dám dành hơn nữa đâu anh. Tại cái tên của anh ghi là Trung Điển, em không có dám dành. Trung Điển em không có dám dành nha. Em nhường luôn 3 triệu cho anh. Ủa, mày tên là Trung Điển hả? Trung Điển, Điển, Điển. Em là Trung Điển mà. Thế có dấu á chạy. Bạn có dành sớm không vậy? Không, không có dòng viết, em chia hơn nữa. Em không để ngủ đi. Xuống tiền thợ kia, 500 nghìn uống cà phê. 3 triệu, xuống xuống rồi ơi. Giải đặc biệt nha. Bây giờ còn một giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng. Ok, 5 triệu đồng. Ok, thấy sợ bóp không? Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Có tiền hồi chia cho 2 triệu nha. Chúng tên em chia 2 triệu. Nắp bài cao 4.000 dân, 4.000 dân có chân chưa? Có chân chưa? Chưa, chốt lộn trước giữa luôn nha cha. Vậy là con 2. Mày đưa tắt cái chạc thôi. Lía đâu? Trời ơi, nó cháy rồi kìa. Lía lên, lía lên. Trời ơi, số cuối là số 9. Số cuối là 79 nha. Số cuối 79. Số cuối 79 nha. 879. 879, nặng đi, nặng đi, nặng lẻ lên. Nè, nè. Nói nghe nè, còn gia đình đâu tự đánh lộn luôn, tự trao giải luôn. 879, 5879. 5879, trời ơi, có 2 người. Có 2 người mà má nội ơi, lẹ lẹ coi. Trời ơi, 55879. Ê, đứa nào dẫn nó xuống ngắt cái phòng chính giữa giúp chị. Thưa quý vị, phải reng lên, cứ ngồi lên đúng không? Không, nhưng mà không, tại sao nó trùng hợp không? Tôi không chịu, tôi không chịu. Nó là con mỏ hổ. Không, từ từ, từ đi, từ từ. Nhưng mà hồi nãy em ảnh tặng cái lãi 500, xong mới
Sammy. Hồi nãy á, anh giải chạy 500 không được thì Sammy không chảnh được. Không. Ủa, cái sân chơi này là của tôi phải bóc mới trúng thưởng. Thằng mặt lộn này nó không liên quan gì hết trơn á. Tôi phải bóc. Không được, đúng không mọi người? Anh ơi, cho em hai người bảo vệ kè anh này nhốt cái phòng số 2 cho em. Đi liền, đi lẻ. Chị cảnh này ok em mời Su. Vậy là bỏ qua nha. Tại cái đó là em gái của chị Su, bỏ qua luôn. Cất vô tủ, lấy cái bông hồng đó cho tôi. Lấy cái bông hồng ngay cái ngực của anh cho tôi. Đưa cái gì vậy? Nó lấy tiền rồi hả chị? Không, cái thẻ của nó bỏ luôn rồi. Ok, lại nha. Anh ơi, anh cho em hai cái bảo vệ nhốt ông này lại giùm em nha. Dạ, khách không có mời. Em không quen nha, ok. Không có khách xe ông này nha, ok. Trời ơi, chị mình sổ mà em mình trúng nó kỳ lắm nha bà nội. Trời kỳ lắm, cất cái mặt bà vô tủ liền, cất liền, úp mặt cái mặt. Ok, bà xô giờ nặng cái gì? Đi dạ. Nặng nha, nặng, xuống sao? Nặng số cuối. Có 1 số 0. Ủa, số điện thoại lúc nào cũng vậy mà. Một số 0, ồ nghe vậy đó. Có 1 chữ H, tên. Ờ, có tên, có 1 chữ H. Ủa, tên em có chữ H không? Không. Hãy số điện thoại của mình. Trời ơi, tới sáng rồi nha ơi. Đứa nào ghi tên bà Su vô đây? Ủa là cái chương trình này có dàn xếp không chị? Trời ơi. Ủa anh ơi lấy cái passport của ông này Ben, ông này giùm em nha, diễn không được. Em nói luôn nha, bây giờ em bóc mà trúng gia đình và người quen là em sẽ bật. Em không cho trúng nha mọi người, để cho khách trúng. Ok, rồi em mời Su lại luôn. Ok anh vô nhà bếp chơi, đi nè. Ok, xô đi xuống bàn ngồi. Mà nặng đi, nặng lẹ lên nặng. Số cuối đi má. Số 3. Cha ơi cha, ba là ba má đó, xuống nhận cho ba má đi má. Số 3. 2 số 3 cuối luôn. 8 chính giữa. Tức là 383 cuối. 383 cuối. Thư vị 0938238383. Mất. Ê, Hồi nãy Minh, Lâm Diệu Minh lên đây. Nãy em thấy nó đi bao thơ 5 triệu. Cái bây giờ bà trả lời 5 triệu. Hồi nãy em thấy nó bao đi bao thơ 5 triệu. Xé giấy được không? Sao giờ sao? Em chưa định là được một vật cho con về lại cái hồn coi. Giờ về nó lại là bây giờ số của mày số nhiều. 0938238383 thì trúng rồi đó. 2.5 triệu nha. Khoan 2.5 triệu chia không mà không xé. 2.5 triệu chia không. Thôi được nghe. Tôi là em của bà Su 17 năm, nói em bà Su 7 năm thôi, có cho lạnh không? Đi về với quá tức. Quá tức vô với quá thành danh liền. Quá tức vô trốn về rồi. Bây giờ nó nghe em chưa định hồn mà xỉn quá. Bây giờ số mấy giờ? Không có. Chú thưởng kỳ này được thùng bia xuống nhận cho em. Mày với anh quá thành danh nhậu. Thùng bia không nhận. Cái gì? Liễu. Mọi người chưa định hình. Cái 0938238383 đang nhận cái gì vậy? 5 triệu. Thôi chị nói cái. Hồi nãy giờ phải là từ. Hồi nãy giờ Kiệt chưa định hình được. Có đứa em ở dưới nãy giờ nó hại não Kiệt ở dưới. Ôi, hay lắm luôn á. Đâu đứa em nãy nó mất tiêu rồi. Đứa em đâu rồi? Đâu đứa em đâu? Em lên đây với anh Kiệt. Hồi nãy giờ, bây giờ em trả anh về cái sự cái lên lúc ban đầu anh đi. Cái đầu anh hồi nãy giờ bây giờ anh làm anh rối đảo hồi nãy giờ em ơi.
Giờ em trả nó về cái sứ ban đầu đi. Ờ, thiên tài, một cái thiên tài luôn. Đưa cái tờ 500 ngàn xong tự nhiên. Bây giờ quý vị tập trung về cái sân khấu này cho anh em, cho một đứa em đây nè, một cái thiên tài. Ê, cái ông kia, ông tên gì nói trước đi. Em tên Hòa. Ông này tên Hòa. Ông này ghê quá, thật rất là sợ. Nhưng mà hôm nay chủ nhật là ngày mai á, mình sẽ đi từ thiện ở chùa Nghệ Sĩ. Mà 5 triệu này á, nếu mà mình có thiệt sự mà mình được 5 triệu của chị Sung á, là mình ngày mai đem đi từ thiện hết. Có không chị? Có nha. Còn bây giờ là anh Hòa nè, bây giờ anh móc 5 triệu cho em trước đây để em đem về trước. Chị yêu, cho em mượn tờ 500 ngàn. Quý vị ơi, coi tờ 500 ngàn này. Em coi cái số series của nó, số mấy? Số series là 9916 cuối. Ok, quý vị ha. Ok, một chảo tay cho 5 triệu bên trước nữa bà. 5 triệu, thưa về giải đặc biệt. Xuống điện thoại tao 2 triệu gửi này, 2 triệu gửi gì? Không được. Cái tiền này là ngày mai em hứa em sẽ đi từ thiện cho trường nghệ sĩ. Nhưng ngày mai ông Châu ra chuyện dẫn tao với mày đi. Ông cho 10 triệu, mày ngộ quá, con tiền kỳ quá. Xuống ông Danh, lấy ông Danh lộ phí 1 triệu đó. Ông Danh hãy đổ xăng vô trả nha. Nếu có thành trả chưa trả thôi thì đổ xăng. Ok, 9916 cuối, ok, rồi. Xin gọi xin mời Hoa, ok xin mời Hoa. Mấy đứa ơi, hồi nãy giờ quý vị biết không? Anh em không? Nãy giờ cái người em này làm cho Kiệt sản ở ngoài kia. Sản luôn á. Sản luôn. Bây giờ em làm xong em trả, làm sao là chút xíu em trả về chút xíu ban đầu đi cho anh cái. Một lần nữa, em cho em kiểm tra cho mình cái tờ về 500 ngàn. Ủa nó nghe anh Danh ơi, ông Kiệt tỉnh nó nghe anh dẫn Kiệt về đi. Chứ nãy giờ kiểm tra 4 lần rồi đó má. 9916 kiểm hoài. Ok, rồi. Rồi không ăn cắp vô cha. Trả ta 500 ngàn đó. Tiêu luôn tầm đền em vô ngàn luôn rồi. Xui luôn rồi, mất tiêu luôn rồi. Mất luôn tầm đền em vô ngàn luôn rồi. Thấy chưa, quý vị thấy chưa? Thiên tài luôn. Ok, 9916. Một chào ở tay được không ạ? Và cái tờ 500 ngàn này, Su ơi, em xin em tặng cho quà luôn được không ạ? Ok, rồi em xin được ạ. Ok. Vâng, xin cảm ơn Kiệt, xin cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Và xin cảm ơn tất cả quý vị.